ngày 13 tháng 12, Thánh Lucia, thành Syracuse. Ngài sinh năm 283, mất năm 304. Thánh nữ Lucia quê tại Syracuse, Sicily, thuộc nước Ý, sinh vào khoảng thời gian năm 283, dưới thời hoàng đế Diocletian, một vị vua tàn bạo thù ghét người Kitô hữu. Tên của thánh nữ có nghĩa là sự sáng, nhưng đời của ngài vẫn bao trùm trong bóng tối. Ngài là một vị thánh được ưa chuộng nên có nhiều câu chuyện ly kỳ được truyền tụng về cuộc đời của thánh nữ. Thánh nữ là con gái một gia đình giàu có, mồ côi cha lúc còn thơ ấu. Eutychia, mẹ Lucia, là một người mẹ phúc hậu và mồ đạo nuôi nấng dạy dỗ. Khi còn là một cô gái nhỏ, thánh nữ đã thề nguyện giữ đồng trinh để tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Vì không muốn ai biết nên thánh nữ đã giữ kín cả với mẹ ý nguyện của mình. Đến tuổi cập kê, mẹ Lucia hứa hôn gả Lucia cho một thanh niên giàu có. Đó là chuyện thường tình theo tập tục thời bấy giờ giữa hai gia đình quen biết và không cần đến sự thỏa thuận của đôi bạn trẻ. Lucia cho mẹ biết là ngài không muốn lấy chồng và tìm mọi cách để tránh mặt vị hôn phu. Mẹ ngài cùng người hôn phu tức giận, nhưng ngài vẫn giữ bí mật lời thề nguyện và chỉ cầu xin Chúa gìn giữ ngài. Mẹ ngài bị bệnh băng huyết trầm trọng nên tàn tạ ốm yếu. Lucia nhắc mẹ về câu chuyện người đàn bà bị băng huyết trong tin mừng chỉ nhờ sờ vào tua áo của Chúa mà được khỏi bệnh. Lucia khuyên mẹ hãy đến viếng mộ bà thánh Agatha để cầu xin lành bệnh. Khi ở mộ thánh Agatha thì mẹ bà được phép lạ lành bệnh. Thánh Agatha hiện ra với Lucia trong giấc mơ và báo cho Lucia biết là ngài sẽ được phúc tử vì đạo để làm sáng danh Chúa Kitô. Lucia liền kể cho mẹ nghe lời thề của ngài và cầu xin mẹ thay đổi ý kiến. Được phép lạ lành bệnh, mẹ ngài đành chấp thuận chiều theo ý con gái. Sau biến cố này, Lucia từ chối lời cầu hôn và bán hết phần gia tài mà bà mẹ dành cho làm của hồi môn, rồi phân phát cho người nghèo khó. Vị hôn phu lấy làm thất vọng và oán hận nên đi tố cáo với quan tổng trấn. Lucia là một Kitô hữu, nên Lucia đã bị bắt và dẫn đến trước mặt quan Bacchius. Vị quan này dùng lời đường mật cũng như mọi khổ hình để bắt ngài phải dâng hương tế thần, nhưng thất bại. Ông truyền điệu ngài tới nơi tội lỗi để hủy diệt đức trinh khiết của thánh nữ. Nhưng lạ thay, Chúa đã khiến thân xác của ngài trở nên nặng như núi đá, đến nỗi không ai kéo đi được. Ông liền ra lệnh tẩm dầu vào người rồi đốt. Nhưng một lần nữa, Chúa đã gìn giữ thân xác ngài toàn vẹn giữa đống lửa hồng. Cuối cùng, thánh nữ Lucia đã được lãnh phúc tử đạo dưới lưỡi gươm của Lý Hình năm 304, dưới thời bắt đạo của Diocletiano. Trước khi chết, ngài đã tiên đoán giáo hội sắp được bình an, xác ngài được chôn cất ngay tại quê hương. Đôi mắt tuyệt đẹp của Lucia nhắc nhở chúng ta về đức tin tuyệt vời luôn bừng cháy trong tâm hồn thánh nữ. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Lucia giúp chúng ta cũng được triển nở trong đức tin như ngài.